nó bị nghiêng. Mình vô từng tụng nè các bạn. Đó, rồi đây thì mỗi phải đếm thử nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, sắp giờ mà tới 15 tấm lại. Rất là cao luôn. Dạ. Bà con rất là nhiệt tình lại hỗ trợ chùa, quá cực luôn. Bạn Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay thì em với mẹ đi chùa Hưng Cần Tử, một chùa ở huyện Cần Đước ha. Chùa này thì có một phòng thuốc nam chữa bệnh miễn phí cho bà con. Thì em có nhận được 200 đô từ cô Hương Phan ở bên Mỹ, có gửi tặng cho chùa để hỗ trợ một phần chi phí cho chùa ha. Đây là chùa Hưng Cần Tử, Cần Đước, Long An. Nếu mà bà con mình muốn ghé thăm chùa đó thì mình có thể về ngay thị trấn Cần Đước trên quốc lộ 50 hỏi chùa Hưng Cần Tử thì ai cũng biết ha. Ở đây có nhiều bà con ghé hỗ trợ chùa để phơi thuốc nè. Bây giờ chiều rồi lấy vô. Mẹ chờ trong kia thôi, mình vào các bạn ha. Thì em nhắc lại video cũ nếu bà con mình chưa xem. Chùa này thì làm phước thiện phòng thuốc nam, và có bữa ăn sáng miễn phí cho bà con mình ở đây. Ngày nào cũng có ăn sáng miễn phí hết các bạn, và khám bệnh miễn phí. Này, mỗi ngày có nhiều món ha. Hủ tiếu nè, bánh canh nè, cúng quế, cháo. Hình như chùa bữa nay có cúng. Thôi bây giờ mình vào trong các bạn. Ở đây thì trước cũng có quần áo miễn phí nữa, bà con mình đem quần áo cũ lại đó. Mẹ. Ở đây phơi thuốc nhiều lắm mẹ. Có hai cô nhưng mà có bà con ở gần á lại phụ. Thì mình không có thời gian phụ thì mình phụ bằng cách khác mẹ ha. Ở đây có rất là nhiều thuốc mẹ, qua đây coi mẹ. Này, cái này giống lá dứa quá mà, phải không? Lá dứa nè. Dạ. Còn bên đây là cây đinh lăng phải không? Dạ. Đủ loại. Kia cả ngó sen ha, ngó sen nè. Nhãn lồng nữa mẹ. Trời, không phải, cái này là không, cái này nè, cái hộp này mẹ biết không? Thấy quen quen. Chiều rồi giờ mình lấy thuốc vô hả bạn? Bữa nay trời nắng tốt ha, phơi đỡ cực ha. Mấy bữa trước con ghé trúng mùa mưa bão, trời ơi làm không kịp. Nắng hay mưa làm không kịp. Ông đừng mưa, mưa thì mình mệt. Dạ. Mưa, mưa thì nó mệt, mưa làm sao kịp. Mưa làm sao kịp, dạ. Trời ơi. Dạ. Hồi trước con có phụ bữa trúng mưa bão, trời ơi xách ra xách vô muốn chết luôn. Nhiều quá. Dạ. Cái này sung. Sung. À trái sung nữa mẹ. Sung dạ hả? Sung thì dừng ra. Sung dừng ra lấy hộp. Con không biết nó là bài thuốc luôn. Mình vô mình coi. Sung này bỏ luôn. Dạ. Ở bà phụ đây là chừng nào về? Hết chuyện về hả? Mặt trời xuống là về phải không? Dạ. Dạ. Rồi mấy bữa cúng bà có qua phụ không? Cúng rằm nữa. Dạ. Qua phụ nấu ăn. Dạ. 7-8 giờ tối luôn. Giá bưởi nè. Rồi đây là quýt tắc ha. Quýt tắc nè các bạn. Ồ đây là cái gì ta? Bông bông gì mà không quên đây? Sứ. Và sứ con phơi khô làm thuốc. Trắng. Rồi chút xíu vô xin thuốc nam chữa bệnh tắc tiếng của mẹ luôn. Dạ. Dạ nặng hết rồi. Dạ. Dạ.
Còn ấy, tiền để dành đi chợ mà bị gạt mà giống như bị bỏ bùa ha. Cũng không phải là bỏ bùa nữa, nó dụ mình đi chụp hình, người kia lỗn vô lấy. Nói nghe hả bạn? Mới không có tiền bỏ mặc áo đồng mình chụp hình mặc áo càng vậy hả? Mà biết mình có tiền mà sao theo ông dòm hoài, theo sát sát hoài thì bị mình cũng biết mình né né hoài mà rồi. Rồi cái tôi mới nói nha, với bà năm chiều nay hai thầy mình trúng bánh, chiều nó có việc kiều cũng đây chỗ chùa mà cũng gạt nữa. Hôm bữa con có nghe cô nói cái chuông gì ở bên rảnh cũng bị cứ lấy nữa, bị ăn trộm vô lấy cái chuông gõ ben ben á. Dạ. Đây. À, các bạn thấy về dưới quê rồi mà lừa đảo họ cũng đánh tới tận nơi ha. Xui nữa mình đem theo chứ đâu đem theo nhiều. Có nghĩa là đánh dỗ. Dạ. Tức là bình thường mình đâu có đem theo tiền chi. Không có tiền đó, mà cũng có tiền đó, thường người này phụ 500 triệu rồi đó. Rồi cái mới bỏ túi đi mua ba cái đồ khô, từ từ chưa tới ngày đó, một tuần nữa mới tới. Dạ. Mình bỏ theo mình sạch cắt rồi nó già, dạ, quên. Dạ. Bỏ theo mua ba cái đồ khô, tỏi hành rồi này kia nọ. Dạ. Ai về đâu. Còn... vô lấy rau. Rồi lấy cái xuống coi cho cái tiền mất cái khóc liền. Nghi liền, nghi liền, thấy tại chạy xe ra đi, thấy về hồi coi lát không phải suy nghĩ. Có hai mẹ già nhà chứ đâu. Suy nghĩ thôi kệ nó ăn. Dạ. Dạ. bị gạt bốn cô mấy luôn. Nhưng mà mấy người đi chùa thường không có tiền mà sao họ cũng vô, họ nghĩ sao họ gạt ha. Không ra chợ gạt đi, đi vô chùa gạt. Dạ. Dạ. Tại bình thường người đi chùa đâu có tiền. Dạ, đâu mang theo không chị? Dạ. 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 Bà mở cửa còn nói quẹt luôn, với bà cửa chỉ lạ tôi cũng mà còn nói quẹt luôn mấy bà cửa chứ. Dạ. Bà nói, bà mở cửa bà nói là Nhật Kiều chùa. Dạ. Mình cũng mừng thấy không, mình nói thôi chiều nó hai thầy về cũng bánh rồi, hai về đó mình cũng bánh chứ với hai thầy. Dạ. Hai hả, hai người thành phố về với một người giờ sợ luôn hả? Sợ luôn rồi, đâu dám mở. Giờ nói bà con thì không mở. Bây giờ biết mặt nó mở không? Biết mặt quen nó mở. Dạ. Mạo danh cái ghê luôn đó. Vậy là sáng rồi mấy cô biết nhiều rồi. Biết nhiều. Cô Thanh cô Ngôn biết con nhiều, còn mấy cô đây thì ít gặp. Vậy mà không có hai cô đó là tôi cũng chưa chắc. Ờ, gặp cô rồi, bà rồi. Tôi mới nhớ lại bầm năm giờ kêu rồi, nhớ cái bà cười. Tại vì ở chùa này thì bà con phụ rồi chiều thì về hết à. Dạ chính khỏe bà chính. Dạ. Dạ. Khỏe chính phải về chùa chính phụ. Khỏe bây giờ phụ nổi. Dạ. quay cảnh bà con ở gần lại phụ chùa làm bước. Dạ. À, mình lên trên mà. Bữa nay quay đông. Dạ bữa nay đông, bữa con ghé có mình cung bác kia cô kia. Dạ. Mẹ mình vô trong chùa gặp cô Thanh cô. Dạ. Bạn sáng 5 giờ là đạp xe đi lên làm công vụ trên kho bạc. Dạ. Đạp trên kho bạc xong rồi mấy là 7 giờ rưỡi là chạy về trường xong rồi cô lại giờ mấy người 10 giờ chạy về nhà. Chạy về nhà nấu cơm nấu nước cho con cháu nội ăn đi học xong. Rồi cái dọn dẹp cho gà cho đồ ăn xin 1 2 giờ nó tầm 3 giờ thì chạy đi. Lúc nào cũng tâm. Lên tâm. Hôm nay không có lên tâm nữa. Dạ. 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 Dạ.
chốt xe đẩy chở hết vậy. Dạ. Mấy cô với mấy bà lớn tuổi này, ba phụ. Dạ. Dạ mình cẩn thận hơn nữa mới được. Đừng có mang tiền theo. Dạ. Mấy cô này là phụ thường xuyên ha. Dạ. Dạ mấy bà bảo cực lắm. À, làm cái phòng che nữa hả? Bữa nay được 6 người. Phơi trên nóc hả? Dạ. Phơi trên. Dạ, làm dạ. Sao làm kịp. Hả? Trời nắng đem ra. Vừa đem ra cái trời mưa chạy ra cuốn. Giờ mấy bà thì già không có chạy ra chạy vô. Nó nghiêng rồi bác. Chạy ra chạy vô cực quá thì giờ cô ráng làm cái phòng thuốc ở trong. Dạ. À, ở đây thì mấy cô cúng cúng cho chùa rồi đi đám ở nhiều nhà nữa. Như dạ. Gia đình mà dạ. Gia đình cần á, thì cũng phải tới nữa. Dạ. Thì phải đi. Dạ, việc rất là nhiều luôn. Dạ. Em biết có khi một ngày mà ba đám liên tục. Dạ, đi suốt ra không kịp. Đi sáng nhà là phải chăm cuốn tới 9 giờ. Dạ. Bắt đầu là bớt khách rồi để nhà cho con ngôn. Một mớ Phật tử này đi xuống dạ. Đám với Phước Đông. Xuống đám Phước Đông, cúng đám Phước Đông rồi cái bắt đầu chạy ra đám ngoài Âu Gòn. Rồi kêu Phật tử mình tới niệm Phật tới sáng. Dạ. Tới sáng mình phát tức mình niệm. Tức quá. Hãy vừa nói thì niệm biết tới ta chết thì niệm 8 tiếng có niệm luôn. Dạ. Cái là Phật tử nay cũng không đông hả con? Tử người phụ chứ. Đông nhưng mà không có phụ. Dạ. Người phụ thường ngày thì ít. Ví dụ cuối tuần họ mới đến thôi, chứ còn dạ. Bình thường không có ai. Cũng như là có mỗi sự tiện. Dạ. Dạ, có công chuyện á, tập trung về. Dạ. Về còn cũng như làm ca thuốc này. Dạ, thuốc thì không có người. Thì cũng như là năm ba vị to thôi, chứ dạ. Không có nhiều. Sáng sáng á thì đông thiệt là đông, là bệnh nhân đi chăm cứu á là đông. Dạ. Rồi tới chừng trưa 11, 12 giờ là mình xong công chuyện, là bệnh nhân về hết, là chỉ còn mấy bà mình ở lại làm gì bả thôi. Bệnh nhân mình là mấy như đây ở thêm chừng 400 người phụ dạ. Này nó hết. Dạ, đang xây cái nhà thuốc đó sao mà. Rồi các bạn ha, bây giờ mình vô chùa mình gặp hai cô quản lý ở chùa. Dạ, con chào cô Thanh. À, bữa nay có bà con Việt Kiều ở xa gửi hỗ trợ cho chùa 200 đô là con đổi ra là 4,6 triệu mấy chục á. À, con ghé gửi cho chùa. Đây con mẹ vô. Nghe mẹ con. Dạ. À, em xin phép công khai gửi số tiền của cô Hương Phan cho chùa ha. Mình công khai minh bạch tiền từ thiện tí xíu. Để biết là tiền đến là được tận tay của nhà chùa. 4,660,000 mà. Ở nghe nói nay chùa có thay xây phòng thuốc hả con? À, đang xây cái nhà mà để mình phơi á. Dạ. Cái nhà đó là kêu là cái nhà kính đó chú. Nhà kính hả? Phơi. Dạ. Nhiều tiền không con? Là sau này mình không còn phơi trên sân nữa. Dạ. 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 Là mình phơi trong cái nhà kính đó. Phơi trong nhà luôn. Cho nó vệ sinh đó. Dạ. Không có người ở chùa, con thấy mấy lần ghé không có người. Dạ, mua bão cực quá trời luôn. Vậy đó cho nó tiện nữa đó. Dạ. Chú. Dạ. Dạ. Mình xây chừng nào xong con? Dạ, mới đổ cái đà chú. Dạ. Cũng như là thay mặt chùa thì cô Thanh cũng cảm ơn cô gì đó. Dạ. Dạ, cô Hương Phan. Dạ. Dạ. Có cần viết giấy cảm ơn? Dạ không cũng cần. Dạ dạ. Dạ. Thế thì cô Thanh. Giờ mình ra mình xem chùa đang có một cái công trình các nhà kính làm thuốc từ thiện cho bà con, thuốc miễn phí đó các bạn. Xây nhà thuốc cái sao nè, đó là mình xây cái một cái nhà kính. Dạ. Để mà nắng mưa là mình đều để trong đó được hết. Dạ. Mình không còn phơi ở sân trước nữa. Vậy cũng đỡ chứ con thấy vệ sinh môi trường. Đó là mình đang làm tới đây nè chú. Mình xây cao tầng không con? Mình xây một tầng à. Một tầng hả? Dạ, một tầng ở trên đó mình làm cái nhà kiến thôi. Dạ. Dạ. Hay ha.
Ở cái kia là đang cái lò thuốc cũ hơn. Cái lò đó là mình tận dụng lại chứ để chơi mà bỏ uổng. Dạ. Cái nào tận dụng được là mình phải tận dụng. Cái lò sấy, dạ. Cái xào hả các bạn, lấy gì ta? Đó là xào thuốc. Xào thuốc. Dạ. Dạ. Có cái chảo lớn mà kia kìa các bạn. Dạ. Vậy là mình xây hết ở cái xào của chùa. Dạ. Cái này chắc tốn kém dữ hả con? Lắm cho nên dưới đây là mình phải. Dạ. Dạ. Phải cho nó cứng. Giống như mình là một tầng, còn tầng trên cùng là nhà kiến. Đúng rồi, đúng không? Rồi. À, gì đâu. Em thấy nhìn rất là chắc cú à. Làm vậy là lấy dạ. Đà lấy. Đà lấn. Dạ. Nãy nghe bà con bị gạt dịch kiều giả tới để lừa đảo mấy cô phơi thuốc, nó tội nghiệp quá. Ở chùa mà cũng không tha nữa. Cái nắp kẹt sang trái rồi. Dạ. À, thôi mình lên chánh điện mình thắp nhang cái này về ha. Dạ, dạ. À, mình sẽ quay ở chánh điện một xíu cho các bạn xem ha. À, chánh điện của chùa Phước Thiện các bạn. Có nhang mà. Hoàng Sơn xin chúc bà con mình một ngày an lành hạnh phúc nha. Ba cây hả? Dạ. Rồi, mình xuống mình thắp nhang ở bên dưới đất các bạn. À, nơi đây là cúng những người thân nhân mà gửi trong chùa các bạn ha. Chào. Cây si câm liên hả? Siêng tâm liên. Siêng tâm liên. Dạ. Dạ. Con nhai nữa, cây có hôi nè. Có hôi đó. Dạ. Nếu mà viên hậu thì uống cắt cái mật ong mà hay. Tắt cái mật ong. Dạ. Dạ. Tắt dạ. Ở cái cây này là mình bỏ miệng mình nhai không là nó đỡ hả con? Cây chiên tâm liên á, ngứa là buộc vô tắm hay lắm. Ủa cái cây này câm liên hả? Siêng tâm liên. Siêng. Lắng như con thử ăn cắt cái lá thử. Ăn lá hả? Cái này hả? Như là cái nên vậy. Nha thử coi. Ừ, đắng dữ ha. Cái này đắng quá trời luôn. Mới đi có gì với cầu. Cây này thì nghe cô nói là nhai là nó nhai đắng lắm. Dạ nhai nó đắng nhưng mà nó viên hậu nó rất là hay. Đắng thiệt các bạn. Thôi, hôm nay mình sẽ dừng video này đây ha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.